Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Phục vụ cuộc tổng điều tra, huyện Tam Nông đã huy động 92 điều tra viên tiến hành điều tra ở 172 địa bàn. Kiểm tra đối với các điều tra viên cho thấy, các điều tra viên được tập huấn để nắm bắt về phương án tổng điều tra, nhận biết được vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, nắm được quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra, hiểu được quy định về nhân khẩu thực tế thường trú. Điều tra viên cũng được hướng dẫn về cách hỏi, ghi phiếu từng câu hỏi trong phiếu điều tra. Đồng thời, công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được Ban chỉ đạo các cấp triển khai tích cực. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra được huyện Tam Nông thực hiện theo đúng kế hoạch.